Xin chào, chào mừng tất cả bạn đến video tiếp theo của Sapa ơi. Các bạn thân mến, nay mình vừa có trả khách ở dưới Topaz Ecolot ha. Từ thị xã đi lên thì bây giờ mình sẽ quay lại cho cái cảnh một con đường rất là đẹp các bạn ạ. Bên tay trái là thung lũng Mừng Hoa. Bây giờ thì đang là mùa lúa xanh, nước đang có đổ lên bờ. Một con đường mà có lẽ đi ở cái con đường này mình sẽ thấy rất là vui và yêu đời, vì xung quanh quang cảnh bên hai bên rất là kiểu rất là vùng quê và yên tĩnh, yên bình. Từ đây di chuyển lên Sapa khoảng đâu đó 20 km các bạn ạ. Di chuyển nhanh thì cũng mất khoảng 50 phút. Đường nó rất là ngoằn ngoèo. Lát nữa thì mình sẽ có di chuyển qua cái bản Tà Van và bản Nao Chải, bản Ý Ninh Hồ rất là đẹp luôn. Mùa mưa ở đây thì sẽ thường xảy ra tình trạng là sạt đất các bạn ha. Có những hôm thì nó sẽ sạt kín hết đường và gây ra tắc đường. Và mùa mưa thì sẽ vào lúc tháng 7 mưa rất nhiều luôn. Tháng Ngâu ạ. Con đường này thì sẽ gần như là không có đèn đường các bạn ạ. Nhưng mà cũng rất là đông đúc, dân sinh hoạt sinh sống ở khu vực này rất là đông. Các nhà cũng rất là gần nhau luôn. Cũng có những cái khu homestay ngay ven đường luôn. Lát nữa thôi chúng ta sẽ qua bãi đá cổ. Bãi đá cổ thì nó nằm ngay cạnh bên con suối Mường Hoa, rất là lên thơ và trữ tình. Khu vực này thì sẽ còn lại đâu đấy những cái bãi đá mà có niên đại hàng nghìn năm các bạn ạ. Có những cái dấu vết của người cổ đại đã để lại trên những cái tảng đá mà có lẽ chỉ những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu mới có thể dịch được hoặc là hiểu được nghĩa của những cái chữ viết và những cái biểu tượng trên những cái tảng đá đấy. Con đường này mình rất là thích khi chạy ở trên đây thì cảnh quan rồi mọi thứ nó rất là đẹp, yên bình. Cũng có rất là nhiều giải chạy, người ta đã tổ chức chạy trên những con đường này. Sẽ chạy từ trên Sapa xuống và điểm kết thúc là xã Bản Hồ. Rồi sau đó thì sẽ dùng bữa ăn và chiều sẽ quay lại bằng xe ô tô. Ở đây bà con sống thì cũng chủ yếu bằng giống như các nơi khác là trồng lúa, trồng ngô và có đâu đấy có làm gỗ, khai thác gỗ bạn ạ. Và ngoài ra thì có thời gian thì sẽ làm thổ cẩm. Dường như kinh tế của bà con thì cũng không có quá nhiều sự thay đổi qua nhiều năm. Nhưng mà hiện tại cuộc sống của bà con ở khu vực này cũng đã ổn định hơn rất nhiều so với những năm trước rồi.
hộ dân nào cũng đã có xe máy để mà đi, có nhà có cầu ô tô nếu mà biết khai thác làm ăn. Bởi vì ở đây thì họ có một cái lợi thế, đó là du lịch. Mà khi du lịch đến thì cái mặt bằng bất động sản cũng đã tăng lên rất là nhiều. Họ có thể bán đi một hai thửa ruộng là có thể mua cho mình, sắm cho mình, xây cho mình những ngôi nhà mới, sắm cho mình những cái xe hơi, và chất lượng cuộc sống sẽ đi lên. Bởi vì đất của họ ở đây rất là nhiều luôn. Đất ở đây thì cũng được định giá từ tiền tỷ trở lên trong một suất ạ. Có những suất 3-4 tỷ luôn. Nếu mà cái thửa ruộng, thửa đất nó rộng. Đây là sự bán. Khi mà khách check-in từ bên ý Ninh Hồ thì sang Nau Chải Tà Van và sẽ qua bên đây là sử quán, và check sang bên kia chút là Tà Van các bạn ha. Đẹp quá. Bà con thì sống những ngôi nhà trên những thửa ruộng. Họ rất là thích gần những cái ruộng và những con suối để mà họ có thể canh tác và làm ăn luôn. Nó rất là tiện cho cuộc sống của họ. Đây là khu vực bãi đá cổ các bạn ạ. Du khách dừng lại check-in để mà ăn uống, sau đó này đi tiếp. Đường đoạn này khá là xấu vì chỗ này về cơ bản là nó hay bị lún. Đã làm rất là nhiều lần đường mới rồi nhưng mà cứ làm xong này thì lại bị sụt lún sau những cơn mưa. Và bây giờ thì thị xã đang có kế hoạch làm một cây cầu các bạn ạ, để bắc qua khu vực này. Có thể nói Sapa, đến Sapa vào những ngày mùa hè là tuyệt vời nhất. Khi đấy chúng ta có thể được thưởng thức, ngắm những cái thửa ruộng lúa bậc thang rất là đẹp luôn. Đặc biệt là tháng 8 thì chúng ta sẽ được thấy cảnh bà con đi gặt lúa trên đồng ruộng và lúa chín, nhìn mùa vàng quá là đẹp luôn các bạn ạ. Tuy nhiên thì những mùa khác thì cũng có cái nét đẹp riêng. Ví dụ như tháng 10 trở đi chúng ta sẽ rất là dễ bắt gặp và săn mây một cách dễ dàng. Ở đây thì họ có những cái xe lưu động này bán hàng rất là tiện luôn này, của bà con ở dưới xuôi lên. Đây họ bán dưa này ở dưới Lậm Cang các bạn nhé. Dưa tại điểm này luôn, dưa rất là nhỏ luôn. Hầu như là bà con ở đây tự cung tự cấp rất là nhiều. Họ có thể tăng gia sản xuất cho đồ ăn và thực phẩm cho mình hàng ngày. Thịt lợn, gà, vịt, trứng, cá rất là nhiều luôn. Rau cỏ thì gần như không phải mua. Những công trình phúc lợi xã hội thì được xây dựng và bố trí rất là hợp lý ở những cái đường quốc lộ như này. Ủy ban rồi trường học thì cũng rất là gần trung tâm với bản làng để cho
thuận tiện cho tất cả bà con có thể di chuyển đến. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Các bạn thấy khung cảnh ở bản làng ở Sapa có đẹp không ạ? Thấy con đường mình di chuyển vừa qua có đẹp không? Các bạn hãy để lại dưới ý kiến của mình dưới video này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình có những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.